Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với ngôi làng cổ hàng ngàn năm tuổi, dòng làng The Vaucluse ở Provence của Pháp. Đây không phải là địa danh du lịch nổi tiếng, nó nằm xa trung tâm đô thị nên ngôi làng rất yên tĩnh và thanh bình. Gia đình Phật đến đây với lý do chính là thăm bà em ông nội của Kim An. Một ngôi làng cổ được người dân bảo tồn mọi thứ nguyên vẹn như hàng ngàn năm trước. Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời khi thực sự được sống như người bản địa, được sống như một cư dân trong ngôi làng cổ, được dạo quanh trong làng và đi đến ngôi chợ nhỏ truyền thống. Nào, bây giờ mọi người hãy cùng gia đình Phật khám phá ngôi làng này nhé! Mình rời khách sạn ở Nogent, Thụy Sĩ từ sáng sớm để đi Pháp. Khách sạn của mình gần ga xe lửa nên đi rất tiện. Cả nhà vô cùng vui vẻ và phấn khích vì sắp đến miền Nam nước Pháp và quan trọng hơn là được gặp người nhà. Bà chỉ có một mình nên cũng mong đợi nhà Kim ghé thăm. Khi tàu chạy, mình được ngắm phong cảnh hai bên đẹp như tranh vẽ. Mấy đứa nhỏ thì thường hay bày trò chơi khi đi trên tàu. Tàu ở đây chạy tốc độ siêu nhanh. Có những lúc tàu chạy lên đến trên 300 km/h, làm cho quãng đường xa cũng trở nên ngắn lại. Do tàu chạy siêu nhanh nên chuyến đi không quá lâu. Mình đến ga Avignon ngay giữa cái nắng ấm áp buổi chiều. Điều rất đặc biệt ở điểm đến này là nhà mình lại có được người thân đi đón tại ga tàu. Bà đã đang đợi ở đó. Bà đến bằng một cái xe nhỏ nên mình phải thuê một xe khác để đi lại. Ở vùng quê xa trung tâm thì thường không có phương tiện công cộng như tàu, xe buýt hay tàu điện ngầm. Mọi người đều có xe riêng như ở Việt Nam ai cũng có xe máy vậy. Thực sự lúc này ước có mấy cái xe máy để phượt như ở Việt Nam. Phượt ô tô không phê tí nào hết. Ba của Kim An cũng khá quen nơi này vì đã đến đây nhiều lần. Con đường đá dẫn đến làng Lawrence là minh chứng cho lịch sử phong phú của nó. Có nhiều chữ được khắc vào đá vào năm 1860. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy bằng chứng về nền văn minh có niên đại hơn 6.000 năm và nhiều hiện vật có niên đại từ thời đế chế La Mã. Thật là tuyệt khi được ở một nơi có lịch sử lâu đời như vậy. Nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, ngôi làng dòng làng The Vaucluse là một viên ngọc ẩn, nơi sinh sống của chưa đầy 1.000 cư dân. Những con đường làng chật hẹp ngoằn ngoèo rất khó lái xe. Nhà bà Kim ở một mình và nuôi hàng trăm con mèo hoang nên nó rất bừa bộn. Bà đã thuê căn hộ khác cho nhà mình ở trong thời gian thăm bà. Căn hộ có tuổi đời 800 năm, vô cùng ấn tượng. Nó vô cùng chắc chắn và ấm cúng. Nó được xây dựng vào vách đá của một ngọn đồi. Mỗi phần của ngôi nhà đều có một nét quyến rũ riêng. Tường của những căn nhà cổ ở đây cực kỳ đặc biệt. Nó thường được xây dày cả mét. Nơi này nhanh chóng trở thành điểm dừng chân yêu thích nhất của cả gia đình mình. Mình thích hơn tất cả những khách sạn sang trọng mà mình đã từng ở trước đây. Sau khi nhận phòng, bà của Kim cùng chú chó dẫn sang nhà bà. Con chó tên Kika là bạn đồng hành với bà mọi lúc mọi nơi vì bà ở một mình không có con cháu. Mình đã biết trước nhà bà là nhà của hàng trăm con mèo hoang trú ngụ, nhưng thực sự thì mình không tưởng tượng được nuôi nhiều mèo lại bề bộn đến như thế. Chắc tại bà già nên dọn dẹp cũng khó khăn. Bà yêu thương những con mèo như con của bà, lúc nào cũng phải lo lắng cho chúng ăn no ngủ yên, tạo cho chúng cảm giác thoải mái và an toàn. Kim và An tạm biệt những con mèo đáng yêu. Cả nhà mình vào thị trấn để mua đồ ăn cho những ngày ở đây. Siêu thị rộng rãi chào đón với vô số sự lựa chọn. Mình đã mua đủ thực phẩm để tự nấu cho cả tuần. Trời lặn cũng là lúc mọi người bắt đầu thấy mệt sau một ngày đi đường dài. Cả nhà thưởng thức bữa tối với món gà rán ngon lành trước khi đi ngủ, sẵn sàng đón nhận những điều mới lạ cho ngày hôm sau. Sáng hôm sau, cả nhà đi bộ sang nhà bà bằng con đường khác. Những con đường dốc, những bậc đá lâu đời thật đẹp.
Từ xa, Kika đã rất vui mừng khi nhìn thấy Kim và An. Nó dẫn chúng tôi ra vườn có cây lựu sai quả và chín rụng xuống gốc. Kim thích trái lựu vô cùng. Cảm giác thật sự sung sướng khi được tự hái quả trên cây và ăn luôn không cần rửa. Trái cây sạch trong môi trường không khí sạch. Cả nhà mình lại ra ngoài để tiếp tục khám phá ngôi làng và có thể thấy một số cây sung dại mọc trên sương rồng dọc theo từng làng. Sau đó, bà dẫn sang vườn nhà người hàng xóm để ăn nho. Ngôi làng cổ này rất ít người và hầu hết là người già. Trái cây chín đầy rụng xuống gốc mà không ai ăn. Bây giờ là thời điểm nho chín ngon nhất trong năm. Từ đây, mình tiếp tục đi dạo trong làng. Có rất nhiều cây ô liu nhưng trái của nó thì không thể ăn trực tiếp được. Ô liu chỉ ngon khi đã qua tẩm ướp và ngâm lâu ngày. Bản thân ngôi làng vẫn giữ được bầu không khí truyền thống. Với nguồn nước tự nhiên vẫn được những phụ nữ địa phương sử dụng để giặt quần áo cách đây không lâu. Ngoài ra còn có một nhà thờ theo phong cách La Mã cổ. Nhà thờ Saint Joffin là minh chứng cho lịch sử hàng thế kỷ ở đây. Kiến trúc tỉ mỉ của nó đã giúp nó được là một di tích lịch sử, một nơi không thể bỏ qua khi khám phá ngôi làng này. Sau đó, mình đã đi bộ qua phía bên kia của ngôi làng, nơi có chòi đá gọi là Burik, một túp lều bằng đá dùng làm nơi trú ẩn tạm thời hoặc theo mùa cho nông dân và thợ săn trong thế kỷ thứ 18. Ngay cạnh Burik là lâu đài của làng, nơi từng là nhà của nhà văn đáng kính Marquis de Sade thời trẻ. Rất tiếc là nó đang được trùng tu nên không thể vào bên trong được. Trên đường trở lại chỗ ở, có những bức tường đá khổng lồ lâu đời vô cùng ấn tượng. Kim rất thích leo lên và đi bộ trên đó. Khi đến giữa làng, mình tình cờ gặp một chiếc xe bán đồ ăn vặt, một điều đáng mừng ở một ngôi làng không có một cửa hàng tạp hóa nhỏ nào. Những chiếc xe tải này bán những món ăn ngon và độc đáo, mang đến hương vị hấp dẫn của địa phương. Sau khi khám phá ngôi làng nhỏ nơi bà Kim ở, cả nhà lên xe đi đến ngôi làng tiếp theo, ngôi làng Fontaine de Vaucluse nổi tiếng với đài phun nước tự nhiên hùng vĩ, một cái hố nước lớn nối với dòng sông ngầm chảy ra sau trận mưa lớn. Khu vực này có nhiều núi đá vôi nên hình thành nhiều hang động và tạo thêm nhiều cảnh quan tuyệt đẹp. Điểm tham quan nổi tiếng ở ngôi làng Fontaine de Vaucluse là nhà máy giấy lâu đời, giờ đã được chuyển thành một bảo tàng hấp dẫn. Tại đây, mọi người đắm mình trong nghệ thuật làm giấy thủ công và có cơ hội mua những món đồ thủ công độc đáo của vùng này. Được xem máy móc hoạt động và cả người thợ đang làm giấy nghệ thuật truyền thống, thật thích thú khi hiểu rõ hơn về quy trình tỉ mỉ đằng sau việc làm giấy truyền thống. Giấy nghệ thuật có chất lượng cao nhất là minh chứng cho tay nghề thủ công và hiện được đánh giá cao. Giấy có khả năng trường tồn theo thời gian. Nguồn nước cổ vẫn đang được sử dụng. Nó làm mê hoặc mọi người khi quan sát cách nó giúp cho mọi người chuẩn bị bột giấy, một minh chứng cho sự thông minh khéo léo của các thế hệ trước đây sống mà không có điện. Rời bảo tàng, mình tiếp tục hành trình hướng về đài phun nước nổi tiếng. Trên đường đi, mọi người được chiêm ngưỡng tàn tích của một lâu đài cổ nằm trên một ngọn đồi phía bên kia sông. Mấy đứa nhỏ thích thú với niềm vui được hòa mình vào thiên nhiên, thích thú trong từng bước đi của chúng. Cuối cùng, cả nhà mình cũng đã đến được đài phun nước và phát hiện ra rằng chính quyền đã xây hàng rào chặn lối vào hồ nước sâu nổi tiếng và mực nước cũng rất thấp do năm nay ở đây ít mưa. Mặc dù vậy, chỉ cần đi bộ trong thế giới thiên nhiên đã là một trải nghiệm đáng nhớ. Trên đường trở về nhà, mình thấy một ống cống dẫn nước cổ, một minh chứng về kỹ thuật thông minh của đế chế La Mã. Show me life, show me love, make a change, time is up,
We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love, show me life. Trở về căn hộ ấm cúng, dành thời gian để thư giãn và tận hưởng những giây phút quý giá bên các con. Khi đi phượt mà có nhiều thời gian, không cần đi nhanh đi gấp, thì đó thực sự là quãng thời gian quý báu và hạnh phúc của các thành viên trong gia đình. Vào một ngày khác, cả nhà mình đi xem một ngôi chợ truyền thống ở thị trấn Lisli-Shoshoge, cách đó không xa. Nó là một thị trấn nhộn nhịp ở trung tâm Provence. Những ngôi chợ truyền thống như thế này không còn nhiều, được hòa mình vào văn hóa chợ địa phương, sôi động như thế này, cảm giác thực sự thú vị. Chợ này mang đến cho mọi người cơ hội nếm thử các món ăn đặc sản địa phương thú vị, như kẹo dẻo và món ăn xúc xích khô, đã trở thành món yêu thích mới của Kim và An. Kim và An đã mang theo mấy đồ ăn này lên tàu để thưởng thức. Provence cũng nổi tiếng với ô liu, được tẩm ướp với vô số hương vị. Khi đi lang thang trong chợ, đôi mắt của Kim sáng lên khi nhìn thấy quả óc chó, vì Kim nhớ đến kỷ niệm hai ông bà đang hái nó ở Thụy Sĩ cho ăn. Mẹ đã mua một ít cho hai đứa vì chúng rất thích trái này. Khu vực hấp dẫn nhất cha con Kim là khu chuyên bán ẩm thực phong phú của Pháp với tất cả các loại phô mai. Bà cha con say sưa ngắm nghía và nếm thử tất cả các hương vị phô mai, tận hưởng tối đa cơ hội được thưởng thức đặc biệt này. Sau đó, bà của Kim đã dẫn đến một cửa hàng bên ngoài trung tâm chợ, cửa hàng bán thực phẩm ngon nhất khu chợ mà chỉ có người bản địa mới biết. Thời gian ở chợ đã trôi qua, nhưng trong lòng cả nhà vẫn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Ba cha con Kim rất thích với những đồ ăn mua từ chợ. Chắc ba nó không tránh khỏi việc tăng cân đến chóng mặt. Sau khi đi chơi chợ, cả nhà ghé khu công viên cho mấy đứa nhỏ chơi. Kim và An luôn tràn đầy năng lượng, say sưa với tất cả các trò chơi ở đây. Chúng luôn vui tột cùng và chơi hết mình ở bất cứ sân chơi nào. Nhưng ba mẹ thì chả có hào hứng gì vì sân chơi nào cũng từng ấy trò chơi giống nhau. Với người lớn thì khó tận hưởng niềm vui, còn trẻ em thì mỗi trải nghiệm đều chứa đựng những điều kỳ diệu mới mẻ để khám phá. Trước khi trở về ngôi làng cổ kính nơi mình ở, Papa và Kim đã ghé mua một chiếc bánh sinh nhật. Hôm nay là ngày 29 tháng 9, là sinh nhật của Kim. Thường thì người sinh nhật sẽ không được biết bánh hay quà khi mua cho mình. Nhưng khi đi phượt thì gia đình mình sẽ ở bên nhau 24/24, đi đâu cũng có nhau nên không thể giấu các con điều gì được. Mấy tuổi rồi? How are you? 8 tuổi. Sinh nhật Kim mỗi năm ở một nơi, dù đôi khi không có bạn bè, nhưng nó luôn đặc biệt. Sinh nhật năm nay ở tại ngôi nhà gần ngàn năm tuổi ở một vùng quê vô cùng xinh đẹp của nước Pháp xa xôi. Kỷ niệm đặc biệt này sẽ không bao giờ quên. Hãy bấm vào đăng ký để theo dõi gia đình con đi hết Việt Nam và cả thế giới nữa nhé. Cảm ơn.